Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chuyên môn vừa phát hiện một nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu làm việc tại một quán karaoke ở Bắc Giang, lây nhiễm từ một bệnh nhân khác ở Nghệ An, đã tử vong. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin này. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang vừa nhận được thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An về một bệnh nhân đã tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An xác định có 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh ở huyện Kỳ Sơn. Hiện 2 trường hợp này đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, gồm B và S, cùng sinh năm 2006, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ngay sau khi nhận thông tin, CDC tỉnh Bắc Giang đã điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để giám sát. Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến 28 tháng 6, B và S về quê ở Kỳ Sơn, Nghệ An, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong ở huyện Kỳ Sơn. Đến ngày 1 tháng 7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ra huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, làm việc tại một quán karaoke ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh. Đến ngày 5 tháng 7, khi biết thông tin bạn cùng phòng bị tử vong do bị bệnh bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, cả hai trường hợp B và S đã chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Qua lấy mẫu xét nghiệm, chiều ngày 7 tháng 7, cơ quan chuyên môn xác định B đã bị dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện S và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được cơ quan chuyên môn thu dung và đưa vào khu vực cách ly,